Ôi thôi, nói chung á là không ai vừa mới sinh ra là có thể khớp với bạn 100% cả. Một mối quan hệ mà lâu dài á, nó đòi hỏi nhiều hơn ở sự nỗ lực nè, sự chịu đựng nè, và có thể là cả sự chia sẻ nữa. Bạn bè hay là người yêu thì cũng như vậy. Ok. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Dạo trước ấy, mình nghe được một cái lời đồn á, đó là nếu mà cái cặp đôi yêu nhau, khi mà đi du lịch với nhau, nhất là đi Đà Lạt với nhau á, khi mà về sẽ chia tay. Bạn bè thì về cũng sẽ nghỉ chơi. Lý trí, mình là người sống lý trí ấy. Mình không cho phép bản thân mình tin điều đó. Nhưng mà thực tế ấy, mình vẫn bị rén á. Có người yêu là mình sẽ không bao giờ dẫn người yêu mình đi Đà Lạt. Mình có suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là gì mọi người biết không? Là mình không có người yêu. Thôi bỏ qua vấn đề đó đi mọi người ha. Lý do chính của cái video này á, là mình muốn cùng mọi người tìm hiểu nguyên nhân vì sao khi mà đi du lịch cùng với nhau về sẽ bị tan vỡ mối quan hệ. Và quan trọng nhất là cách giải quyết. Trước khi đi tiếp với video ngày hôm nay á, thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực để mà có thể ra thêm nhiều video hay hơn, ý nghĩa hơn để mà phục vụ cho cộng đồng của chúng ta ha. Mình cảm ơn trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi khai thác về cái lý do, nguyên nhân vì sao khi mà con người ta đi du lịch về á, có xu hướng rạn nứt mối quan hệ ha. Theo mình á, có thể là bình thường ta gặp đối phương ở một cái khoảng thời gian nhất định, có thể là một vài tiếng trong ngày thôi, và quan trọng nhất á, là ta vẫn có khoảng thời gian ở một mình, mà mình gọi khoảng thời gian này á, là khoảng thời gian bản thân dùng để nghỉ ngơi. Và ví dụ đi, trong cái khoảng thời gian đó có thể là cả hai bên phật lòng xích mích với nhau, nhưng ta vẫn có cái khoảng nghỉ ở giữa này để cả hai có thể cân bằng lại tâm trạng. Nhưng mà khi mà đi du lịch chung á, là chúng ta sẽ có xu hướng á, là luôn gắn bó với nhau từng giây từng phút. Nếu không thì sao gọi là đi du lịch chung với nhau làm gì, phải không? Vô hình chung á, là sẽ mất đi cái khoảng nghỉ ở giữa đó. Và một điều nữa đó là khi mà đi du lịch á, là chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều với đối phương. Chúng ta sẽ có một cái góc nhìn toàn diện hơn, từ đó nhìn ra những cái điểm chưa tốt của đối phương, và ngược lại, đối phương cũng sẽ như vậy. Không ai hoàn hảo 100% cả. Có thể những cái điều rất là nhỏ như là chiếm phòng tắm quá lâu nè, lời mời nè, hay phàn nàn nè, rồi quá gọn gàng hoặc là quá bừa bộn, vân vân. Nói chung á, đó là những nét tính cách mà đối phương cố kiềm chế hoặc là bình thường chưa có cơ hội mà thể hiện ra trước với bạn. Cũng sẽ có cái tình trạng á, đi tham quan quy một ngày dài sẽ mệt, mệt thì sẽ dễ cọc, cọc thì sẽ sinh ra xích mích. Bên cạnh đó thì cũng có thêm những cái lý do khác mà các bạn nếu mà đã từng trải qua thì có thể comment phía bên dưới để mà có thể chia sẻ cho mình biết thêm nữa ha. Ôi thôi, nói chung á là không ai vừa mới sinh ra là có thể khớp với bạn 100% cả. Một mối quan hệ mà lâu dài á, nó đòi hỏi nhiều hơn ở sự nỗ lực nè, sự chịu đựng nè, và có thể là cả sự chia sẻ nữa. Bạn bè hay là người yêu thì cũng như vậy. Mọi người đừng có thấy mình là người kiểu người hay cười cười nói trong clip. Mình tự nhận xét á, mình sẽ là người có phần bất cần, dứt khoát trong những mối quan hệ. Mình có các quan điểm về nè. Trong một mối quan hệ bất kỳ nào đó, mình đều sẽ có một cái thước đo mức độ chịu đựng của bản thân. Làm gì thì làm, đối phương tuyệt đối đừng có đi qua cái giới hạn mà mình đã đặt ra. Không thì á, mình sẽ không còn cách nào khác, mình sẽ không tiếp tục cái mối quan hệ đó nữa. Chuyện không có gì đáng nói khi mà trong những cái ngày mình đi du lịch, mình cảm thấy người bạn đi chung của mình có phần gắt gỏng hơn bình thường. Không phải thường xuyên, nhưng có đôi lần mình muốn mở lời ra nói chuyện á, thì bạn ấy sẽ nhảy vào và nói trước, không cho mình có cơ hội được nói. Đơn cử như việc đó là hôm đó nhóm mình mua một hộp bánh ha, mình mở hé cái hộp để mà thử ăn một miếng. Vì cái hộp đó nó được kẹp lại ở góc và mình không muốn mở bung ra. Khi mà mở bung ra như vậy là cái hộp nó sẽ không có thể đóng nắp được nữa. Người bạn đi chung của mình thấy như vậy mới quát vào mặt mình mà nói: "Mày mở ra mà ăn cho đàng hoàng đi." Mình thì mình cảm thấy khó chịu và mình quát lại: "Mày muốn thì mày tự làm đi." Rồi thôi, chứ mình cũng không có làm lớn chuyện. Tính mình á,
thì dễ chịu nhưng không phải là không để bụng. Một việc gì đó nó có tính chất lặp đi lặp lại á, là mình sẽ để ý. Và những cái chuyện trong chuyến du lịch đó nó như giọt nước làm tràn ly. Khi mà đi du lịch về á thì mình ít nói chuyện hẳn với bạn đó luôn, nhưng cũng vì tụi mình chơi thân với nhau khá là lâu rồi ấy, mình không muốn mối quan hệ này cứ thế mà xấu đi, nên là mình đã đưa ra một cái quyết định, đó là tụi mình sẽ ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn cùng với nhau. Mình sẽ chủ động nói những điều mà mình phật ý cho bạn đó nghe. Và thú thật, trong cuộc đời của mình tính tới thời điểm này, đây là lần đầu tiên mình chọn cái hướng giải quyết là nói thẳng. Đây vốn là phong cách mà mình muốn hướng tới. Nói hướng tới nghĩa là sao? Nghĩa là hiện tại là mình chưa hẳn đã là kiểu người như vậy. Thường á, khi mà đối phương á làm gì mà vượt quá mức độ chịu đựng của mình á, thì thường mình sẽ say bay liền. Không hẳn á là mình không dám nói thẳng ở những cái mối quan hệ trước ha, nhưng mình cảm thấy á, để mà ngồi xuống mà trò chuyện thẳng thắn với nhau ấy, thì mối quan hệ đó nó phải đủ quan trọng với mình cái đã. Còn không á, thì việc ngồi xuống mà trò chuyện thẳng thắn với đối phương á mang lại cái cảm giác rất là ngại, cái cảm giác rất là bứt rứt khó tả. Vì lúc đó là đang trên đường đi làm, mà tính của mình á, là mình không muốn để một cái thứ gì đó quá lâu, nhất là những cái lời khó nói như vậy. Nghĩ tới là phải làm liền, nếu đợi quá lâu á là dần dần về sau mình sẽ không còn dũng khí mà mình nói nữa. Nên là mình nói với bạn đó là: "Vào chỗ làm, tao có chuyện muốn nói với mày." Trong suốt cái chuyến mà di chuyển tới chỗ làm á, là mình rất là căng thẳng luôn. Mình cầm tay lái mà mình như vậy nè. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm thấy như có một cái lời nói á, mà nó khó mở lời ngang ngửa như lời tỏ tình luôn ấy. Tới nơi á thì mình mới kiểu là kêu bạn đó tập trung nghe mình nói, mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với bạn đó. Mình thành thật và cân nhắc câu từ hết sức có thể để mình nêu lên những cái khúc mắc trong lòng. Khi mình nói xong á thì mình cũng nói thêm một câu, đó là: "Có thể những cái lời nói này có phần khó nghe đối với mày, nhưng mà mong mày hiểu cho tao. Tại vì quý lắm á thì tao mới chọn cách nói thẳng như vậy." Rồi sau đó mình và người bạn có buổi trò chuyện thẳng thắn với nhau. Đó là lần đầu tiên luôn. Có thể trước đó tụi mình đã trò chuyện với nhau những câu chuyện về tương lai, về quá khứ, về công việc, vân vân. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tụi mình chọn ngồi xuống và trò chuyện thẳng thắn theo cách như vậy. Nó rất là lạ. Mà sau đó bạn đã nói với mình là cái vẻ mặt của mình trong suốt quá trình nó rất là căng thẳng. Cái bầu không khí đó nó ngột ngạt, nó hồi hộp xỉu luôn. Và cả hai đều ghi nhận và đánh giá cao cái cuộc trò chuyện này, nó làm cả hai hiểu nhau thêm. Mình cũng rất là cảm ơn những cái cuộc trò chuyện ngắn tại nơi làm việc của chị Trinh và bạn Dung đã truyền động lực tới mình. Họ là những người sẽ chọn cách nói thẳng với đối phương khi mà có vấn đề xảy ra. Thì đây cũng là cách mà mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Nếu mà một mối quan hệ đủ quan trọng đối với bạn á, thì việc cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện thẳng thắn với nhau á, luôn là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Chứ đừng để mãi trong lòng mà sinh ra những cái ánh mắt lườm huých nhau, những cái tâm trạng khó chịu dành cho đối phương, và trên hết là gây ra sự khó chịu tột cùng đến bản thân ta. Thầy mình đã từng nói, cái tôi, cách chúng ta đánh giá một sự việc hiện tượng nào đó nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta đánh giá một việc gì đó một cách hời hợt á, là ta đang đeo vào người một cặp mắt kính màu mà quy nạp cách thức vận hành của nó vậy. Như việc bạn nghĩ một người là xấu đi, thì bạn sẽ suy nghĩ và hành động nhằm tìm đủ mọi cách để chứng minh cho lập luận đó của mình. Mà gọi cách khác á, là vạch lá tìm sâu. Cho dù vạch lá tìm không ra con sâu thì bạn cũng sẽ nhét con sâu vào cái lá đó để mà quy ra là người đó là người xấu. Nên là nếu mà được á, thì hãy cố gắng ngồi xuống và trò chuyện đàng hoàng cùng với nhau ha. Có thể thời điểm này nó không phù hợp thì mình hãy lựa một cái thời điểm nào đó cả mình và đối phương đều cảm thấy là sẵn sàng để mà có thể ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lúc đó hãy thành thật và cho đối phương cơ hội thành thật cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Ok, đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong vlog ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem cho đến tận giờ phút này. Cũng như nếu mà thấy video này giúp ích được cho bạn á, thì hãy share chiếc video này để mình có cơ hội tiếp xúc và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn.
Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.